Goel Calazum, cuộc thi tạo mẫu tóc toàn cầu, sự kiện đỉnh cao của làng thời trang tóc quốc tế. Mỗi năm, Goel Calazum thu hút hàng nghìn nhà tạo mẫu tóc xuất sắc nhất đến từ các quốc gia trên thế giới. Năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam tham dự cuộc thi toàn cầu Calazum tại vòng chung kết toàn cầu với hai đại diện, nhà tạo mẫu tóc Hoàng Văn Hà, giải vàng quốc gia hạng mục tài năng trẻ và nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Hải Hà, giải vàng quốc gia hạng mục sáng tạo. Và may mắn đã mỉm cười với đại diện Việt Nam, tạo mẫu tóc Hoàng Văn Hà khi anh giành được một giải đồng toàn cầu hạng mục tài năng trẻ. Năm 2016, sau 3 năm liên tiếp Việt Nam dự thi cuộc thi này, một lần nữa cờ Việt Nam lại rạng rỡ trên sân khấu toàn cầu khi giải vàng quốc gia tạo mẫu tóc Nguyễn Văn Quỳnh đem về một giải đồng toàn cầu hạng mục sáng tạo. Truyền tải lại xu hướng Calazum theo cách của bạn và thi đấu với các nhà tạo mẫu tóc đầy đam mê khác tại chính đất nước của bạn. Giành giải vàng quốc gia, bạn sẽ đại diện cho quốc gia dự thi vòng thi trực tiếp toàn cầu tại sự kiện toàn cầu Global Zoom 2017 vào tháng 10 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Tuần này, Đẹp và Phong Cách sẽ cùng hai tạo mẫu tóc Hoàng Văn Hà, giải đồng toàn cầu hạng mục tài năng trẻ, và Vũ Văn Kiềm, thành viên nhóm G5 Calazum Việt Nam, thay đổi phong cách cho nhân vật theo chủ đề Influx của cuộc thi Calazum 2017. Mục tiêu của tôi tham gia cuộc thi Calazum là mong muốn chiến thắng chính bản thân mình để tiến tới một cái trình độ cũng như tay nghề nó tốt hơn, hoàn thiện hơn bản thân mình và cũng như trong nghề nghiệp. Rất may mắn cho tôi, năm 2014 thì tôi cũng được giành giải vàng quốc gia và tham gia cuộc thi tại Bắc Ninh, Đức thì được giành giải đồng toàn cầu hạng mục tài năng trẻ. Và tôi cũng không dừng lại ở đó, thì năm 2016 tôi cũng tham gia trở lại với hạng mục sáng tạo và cũng được giành hạng mục top 5. Và tôi cũng hứa hẹn với bản thân mình là khi nào tôi chưa được giành giải quán quân thế giới thì tôi cũng chưa dừng lại. Mọi người, tôi tên là Đồng Thị Thúy Hiền, tôi là sinh viên năm 2 của trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Hiện tại thì tôi vẫn mang một phong cách khá là đơn giản, nên là tôi đến với chương trình với mong muốn là thay đổi phong cách sao cho cá tính và trẻ trung hơn trước tuổi 2 năm. Màu tóc năm nay thì mang một tính chất màu trong theo hình cúc thìa. Nó làm cho hòa quyện những cái màu sắc kiểu hòa trộn với nhau theo như một dòng chảy. Của một người chơi màu, hòa nhập ánh sáng và bóng tối, sự hòa quyện của các tông màu tạo nên một màn chơi sáng tuyệt đẹp, làm nổi bật chuyển động của màu sắc trong mái tóc. Mỗi xuống thời trang đều được định hình dựa trên các đặc trưng thiết kế nhất định, khiến nó trở nên độc đáo.
với màu sắc, kết cấu và hình khối đồng nhất trong một dòng chảy. Chủ đề Influx đặc trưng bởi gam màu tối tinh tế hợp nhất với những màu sắc lấp lánh bí ẩn, tạo ra một cuộc chơi màu thú vị trên tóc. Hình khối và màu sắc hòa lẫn với nhau không phân định, tạo cho mái tóc một ấn tượng không điểm bắt đầu, không điểm kết thúc. Cái lời khuyên cho các bạn là khi các bạn tham gia thì tất cả các cái yếu tố ekip để mẫu chụp hình góc chọn hình như thế nào thì các bạn cũng phải cân nhắc làm sao cho là các bài thi nó hiệu quả nhất, bởi vì 50% điểm ảnh khi bạn thi vòng thi ở toàn cầu ấy thì nó đã chín một nửa rồi. Các bạn hãy cố gắng, các bạn hãy tự tin vì chính mình để mình sẽ chiến thắng. Mình cũng mong muốn tất cả các nhà tạo mẫu tóc ở Việt Nam mình sẽ cố gắng phát huy hết cái khả năng nỗ lực hơn nữa để mang cái màu cờ sắc áo của Tổ quốc mình vươn lên tầm cao thế giới. Hãy là một phần của xu hướng toàn thế giới, hãy là một phần của Colorzoom Challenge 2017. Xu hướng hiện tại là gì? Trào lưu sắp tới trong tương lai, mẫu tóc nào sẽ thuyết phục được ban giám khảo? Cuộc thi Colorzoom 2017 vòng thi quốc gia sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 5. Hãy dự thi Colorzoom 2017 và truyền tải xu hướng Influx theo cách của riêng bạn.